Xin kính chào những anh em đang theo dõi video trên kênh YouTube của Hoàng Audio Sài Gòn. Sản phẩm mà hôm nay mình muốn mang đến giới thiệu với anh em là một chiếc âm ly đã từng là huyền thoại của thập niên 60-70 trong dòng âm ly bóng đèn cổ chạy bóng L84 của Mỹ. Đó chính là Headkit AA151. AA151 là một cái dòng âm ly đèn cổ chạy bóng L84, một cái dòng bóng nhỏ nhưng mà nổi tiếng về cái trung âm rất là ngọt ngào. Tiếng bass nó mềm mại và chơi rất tốt những dòng loa Mỹ cổ như là toàn dại đồng trục hay là những dòng AR KLH Advance. Với chiếc Headkit 151 ngày hôm nay có xuất xứ là hàng ship eBay, còn nguyên giấy tờ, chứng từ đầy đủ. Tí xíu nữa mình sẽ quay cho anh em xem cái tem, sổ sách và tất cả những thứ mà mình nhận được khi mà nhận cái thùng hàng này, khi mà mở cái thùng hàng này ra từ bên đơn vị ship hàng từ Mỹ về Việt Nam. Chiếc âm ly này được mình mua từ 2 tháng trước ở bên Mỹ nhưng mãi đến tận ngày hôm nay mình mới có thể nhận được. Lý do là bởi vì dịch Covid-19 á, cho nên là anh em hải quan ở sân bay làm rất là căng cho vấn đề vận chuyển hàng nước ngoài về thị trường Việt Nam. Kit AA151 nó được hoàn thiện với một cái vẻ ngoài nhìn nó rất là cổ điển và nó rất là lạ. Nó giống như những chiếc xe hơi Ford Mustang của thập niên 60 ở Mỹ. Nhìn nó rất là hay, nhìn nó gì đó, nó rất là đặc biệt. Nó được bao bọc bởi một cái vỏ bằng sắt và nó bọc giả da ở bên ngoài. Mình cũng không biết là da thật hay là giả da, mình cũng chưa có coi kỹ và nghiên cứu kỹ về vấn đề này. Nhưng mà đại khái là nó bọc da bên cái vỏ bằng sắt. Và nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không phải là một chiếc receiver, nó chỉ là một chiếc âm ly bình thường. Nó cũng có những cái cửa vào, bass, treble, volume, mode và short, thì short của nó có thể chạy phono, nó có hai bóng cho cộng phono và hai bóng cho cộng rè. Outlet và tuner, với chiếc máy này anh em vừa có thể nghe băng cối, nghe đĩa CD và nghe cơ thang thoải mái. Âm thanh của nó rất là hay, rất là đặc biệt. Anh em có thể đọc và tìm hiểu về nó trên những cái tạp chí âm thanh hiện đại. Thậm chí là những tạp chí âm thanh đời mới sau này vẫn thường hay nhắc đến nó. Bởi vì nó đã từng là một huyền thoại trong quá khứ. Headkit AA151. Hàng eBay ở nước ngoài về người ta đóng gói cho mình nó đầy đủ như vậy. Nó gồm có cả cái catalog giấy tờ. Dù là loa AR, AR4, AR3 hay là âm ly thì thông thường nếu như mà hàng mà còn chất, còn mới ở bên nước ngoài thì người ta gửi về nó đầy đủ kèm cả giấy tờ như thế này. Và đây là những cái bóng đèn cắm ở trong máy. Họ gói lại vào trong hộp, họ gửi kèm cho mình theo cái thân máy vì họ sợ nó bể vỡ trong quá trình vận chuyển. Rồi anh em, mình đã khui bóng ra khỏi những cái hộp mà bên Mỹ gói về gửi cho mình ha. Thì cái bộ bóng của cái máy này thì nó khủng long lắm. Bây giờ mình sẽ bóc lên từng cây cho anh em xem. Thì đầu tiên là cây nắng nguồn. Thì cây này là một cây nắng nguồn, bóng của Mula sản xuất GZ34. Nó còn cái chữ Britain mà nó mờ nè. Thủy tinh nó còn bóng lưỡng luôn. Bóng rất là mới. Cây này là cây bóng nắng nguồn và cũng là cây bóng zin theo máy đó. Cái bóng này quý hiếm lắm, ở Việt Nam mình mua 3 triệu mấy một cây đó. Rồi bốn cây công suất của nó là bốn cây L84 Mula bóng bẩn, ván dầu. Mình quay sát anh em xem, đó, Made in Great Britain đó, bóng của Anh luôn. Và cái dòng Mula ván dầu này nè, nó có những cái ván trên cái thân bóng. Cực kỳ nổi tiếng về chất âm, đặc biệt là về trung âm, nghe rất là hay. Anh em nào ghép những dòng đồng trục toàn dại thì cái dòng bóng này nó cho ra tiếng trung cực kỳ đỉnh luôn, rất là nổi tiếng. Rồi hai cây bóng dàn bóng rề, 6 cây của nó thì cũng là hai cây Mula 6E U7, hai cây Mula 6A U8. Hai cây này thì bóng là bóng của Nhật nhưng mà cũng là bóng zin, nó cắm vào máy đó anh em. Tức là riêng hai cái cây này thì 6AN8 thì Headkit họ đặt người Nhật sản xuất hai cây này. Thì cái 6AN8 này nó không quan trọng lắm. Âm sắc nó dựa vào bốn cái bóng này. Âm sắc nó cho ra nó dựa trên bốn cái bóng này. Bốn cái bóng rề của nó là bóng châu Âu hoàn toàn ha. Bóng Mula sản xuất hết.
Thì cái ICE này thì thằng này nó cũng là bóng zin theo máy thôi, nhưng mà nó được sản xuất tại Japan. Nó có chữ M ở đây nè. Còn lại thì bốn cái này sản xuất tại Anh. Cái cấu hình bóng này là một cái cấu hình bóng đỉnh cao luôn, và nó là cấu hình bóng zin nguyên bản được gắn trên chiếc Hachis 151 khi mà nó được xuất xưởng. Đặc biệt là bóng nắng nguồn và bốn cây công suất, thì riêng cái cây nắng nguồn này và bốn cây công suất này anh em đi mua ngoài thị trường nó đã mười mấy triệu rồi. Năm cái bóng ở dưới này mình đi mua lẻ là đã mười mấy triệu, chưa tính dàn bóng ở bên trên. Âm ly đèn thì giá thành của nó phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình bóng. Đây là một cái chiếc máy nó có một cái bộ ruột gan cấu hình nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi mình đã rút cái thân máy ra khỏi cái vỏ da của nó. Thì đây là một cái máy nó mấy chục năm trời người ta để nguyên si như vậy, thì nó nhìn nó như thế này. Thì một cái máy như vậy là rất là đẹp nha anh em, nếu như mà ai biết nhìn. Tại vì mình đừng có nghĩ là cái máy nó mới tinh không một hột bụi nào thì nó mới là đẹp. Một cái máy nó từ nước ngoài về, người ta chưa qua lau chùi, mà cái thân nhôm của nó mới ken, không có rỉ sét bất cứ vị trí nào, chỉ có dơ thôi. Tất cả những cái vết đó là vết bụi, vết dơ nha, chứ không phải là vết rỉ sét nha. Mình lau là nó sạch đó. Mình đã phun một ít cái dầu để mà lau đi. Mình phun lên trên cái máy rồi, mình đang đợi nó ngấm, mà tí xíu nữa mình sẽ chùi nó đi. Thì máy này mà chùi đi là không tì vết luôn á. Chứ thật sự ra một cái máy mà mấy chục năm trời mà nó chỉ có bụi dơ như thế này thôi là nó quá đẹp. Mình sẽ quay sát cho anh em xem nè. Đó, chữ nghĩa còn đầy đủ, chưa có bay chữ. Sườn máy, biến áp nguồn, hai cái biến áp xuất âm, ốc nó chưa tháo luôn, máy rất là zin. Những cái công tắc và những cái chân sứ để mà cắm bóng họ tất cả nó còn nguyên bản hết, rất là đẹp. Thì mình sẽ vệ sinh nó sạch sẽ. Đây là cái máy nước ngoài người ta ship về mình mở ra thì nó đẹp như vậy nè. Sau khi mà mình chùi đi là không tì vết, rất là đẹp. Tất cả đều là dơ hết nha anh em. Mấy cái này là nó dơ, chùi là nó ra hết á, nó không có bám đâu đó. Khi mà mình lau là nó ra hết á, mình sẽ vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ lật nó lại, mình mở cái nắp đáy cho anh em kiểm tra cái dàn tụ ở phía dưới đáy của nó. Thì cái máy này dàn tụ đáy của nó zin lắm, đẹp lắm. Vì hình ở bên Mỹ gửi về cho mình lúc mà mình chốt mua con máy này, máy rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em cùng xem với mình. Ok, mình đã lật cái nắp ra để cho anh em kiểm tra. Đó, anh em mình nhìn kỹ nè, những người mà am hiểu về âm ly đèn thì nhìn là hiểu hết rồi ha, không cần phải nói lời nào cả. Sọc ti, nguồn, tụ trợ, tụ nối tầng, tất cả nó đều là tụ cổ của Hackit, đúng zin 100%, chưa có thay thế hay chấm hàng một con tụ nào. Rất là đẹp và rất là liền lạc ha. Chiếc máy này khi mà vệ sinh cái ruột đi á, chùi cho sạch cái thân sườn bằng nhôm của nó đi, thì nó là một chiếc máy rất là đáng cho anh em sưu tầm ha. Nó đã từng là một trong những con âm ly huyền thoại chạy bóng L84 vào khoảng thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Chơi rất hay những dòng AR2, AR4, những dòng đồng trục toàn dại, Tannoy này nọ đó, chơi rất là tốt luôn. Antec nè, chiếc âm ly huyền thoại ha. Sẽ có rất là nhiều anh em gọi điện cho mình khi mà mình post những cái video trước lên là: anh ơi, tại sao cũng chiếc máy đó mình thấy ở trên thị trường bán rất là rẻ, anh bán rất là cao. Thì cũng nhân cái video này mình xin được trả lời luôn ha. Nó không có giống nhau. Nếu anh em đã so sánh về giá thì anh em phải tìm hiểu thật là kỹ để mà so sánh cho đến tận cùng thì mới hiểu được là tại sao mà giá nó khác nhau. Nói sơ qua về chiếc Hackit 151 này, mình thấy trên thị trường có rất là nhiều người bán, nó chỉ rơi khoảng 10 đến 12 triệu một cái máy thôi. Nhưng mà chiếc máy này mình là một người tương đối là biết về những chiếc máy như thế này vì mình kinh doanh cũng nhiều rồi, nhưng mà mình dám bỏ hơn 20 triệu ra để mà mua từ nước ngoài gửi về đây đến tận một tháng. Và cái mùa dịch này có khi bị giam ở sân bay 2 tháng 3 tháng mới nhận được hàng. Tại sao mình lại bỏ hai mươi mấy triệu ra để mua rồi về mình phải cộng cái công của mình vô, mình bán cho anh em với mức giá cao hẳn như vậy? Tại sao mình không mua ở tại Việt Nam này giá 10 đến 12 triệu? Nó khác nhau rất là nhiều nha. Nếu đã so sánh thì hãy so sánh cho đến tận cùng. Mình chỉ nói như vậy thôi.
Những người mà thực sự am hiểu á, thì sẽ hiểu là mình nói cái gì. Anh em hãy là người tiêu dùng thông minh và đừng đặt những câu hỏi với mình là anh ơi tại sao cái máy đó người ta bán 10 triệu mà anh bán 27, 28 triệu nha. Nó khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Trước khi mà niêm yết giá để mà báo cho anh em thì mình cũng đã nghiên cứu tìm hiểu rồi, và cộng với lại là cái chi phí mà mình bỏ ra để mà đấu giá một chiếc máy như thế này từ bên Mỹ rồi ship nó về tới Việt Nam, nó rất là nhiêu khê, nó không có dễ dàng gì hết. Những anh em mà từng ship đồ nước ngoài thì cũng hiểu cái chuyện này, và nó có phần hên xui rất là nhiều. Chẳng hạn như vận chuyện mà bể gãy một hai cái bóng là thiệt hại 2-3 triệu là chuyện bình thường nha anh em. Rồi thì mình đã cắm bóng vào rồi, thì mình cũng không có muốn tẩy rửa nhiều cái thân máy này, mình chỉ lau sơ qua thôi là anh em thấy nó cũng đã bóng bậy là đẹp như vậy rồi. Những cái bóng này thủy tinh nó còn gần như mới tinh luôn, số đo rất là cao, trên 90% mà. Và thương hiệu chủng loại bóng là những chủng loại bóng nổi tiếng huyền thoại, rất là đẹp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và test thử chất âm của chiếc máy này thôi. Gặp lại lần cuối.